Diễm Loan và Đào Duy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bao vây hốt gọn sới bạc có nhiều quý bà tham gia giữa dịch bệnh, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Bắt quả tang 32 đối tượng đá gà ăn tiền tại Kiên Giang, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Thanh niên nghi ngáo đá chạy xe máy tông sập chốt kiểm dịch Covid-19 ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Vì sao nói sức mạnh của cộng đồng mạng là không thể phủ nhận? Nếu số đồng cùng kêu gọi điều tích cực thì sẽ lan tỏa giá trị tốt đẹp. Ngược lại, nếu chung tay làm điều sai trái sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường. Mời quý vị cùng tìm hiểu ở phần cuối bản tin. Để nắm bắt những thông tin nóng này, đặc biệt là những hình ảnh ấm áp khi Giang Sao Việt giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh đi chợ mùa dịch, quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay xuyên suốt chương trình này để cùng theo dõi quý vị nha. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ mời quý vị cùng với chương trình theo dõi thông tin nóng đầu tiên. Như chúng tôi đã thông tin đến tất cả quý vị trong bản tin ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Theo đó, các ngôi chợ dân sinh, chợ truyền thống phải tạm ngừng hoạt động sau 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2021. Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, người dân đổ xô ra đi chợ, còn các tiểu thương ai cũng tranh thủ bán cho hết hàng tồn để kịp giờ đóng cửa. Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên của Nóng 24 giờ đã ghi nhận được trước giờ các chợ tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Từ sáng sớm, các ngôi chợ đã được chăn dây phong tỏa và các tiểu thương tại các ngôi chợ truyền thống, chợ dân sinh chỉ được bán cho tới 9 giờ. Từ sáng rồi không có cái chợ này. Bây giờ đi rồi, cấm rồi, tới chiều cấm rồi, giờ bán đại dần về chứ. Bán quầy vốn hoặc lỗ cũng chưa bán cho dần về. Rồi thì buôn bán kiếm tiền sống hàng ngày, bây giờ dịch bệnh tới thì mình cũng theo tuân thủ theo nhà nước thôi. Bây giờ cho dịch bệnh nó vài ngày cho ổn định lại cái mình đi buôn bán tiếp. Nó 9 giờ nó lại nó mới đủ, nó kêu mình dọn chợ đang đóng cửa mà cô xin là đợi chút đi tại còn nhiều quá. Bán cho nó hết chứ giờ về cũng đâu có làm gì hết. Người ta cũng thông cảm nhưng mà điều nó cũng phải kêu mình làm gì đó con ơi. Cảm thấy buồn dữ lắm rồi, đang khổ mà. Buôn bán thì không được, rồi mình về nhà thì cũng ở không đó chứ giờ cũng đâu có dám đi ra đường. Cũng đâu có mướn, đâu có ai mướn mình làm gì nữa đâu. Cái ngày bình thường không dịch đồ thì đi làm mướn đồ cũng được. Rồi bây giờ cũng đâu có làm gì được, coi như là tê liệt luôn. Đa phần tiểu thương ở đây đều sống dựa vào sạp hàng nhỏ qua ngày, buôn bán kiếm lời chút đỉnh để lo cho bữa ăn hàng ngày. Việc đóng cửa 15 ngày tới không biết phải trang trải ra làm sao. Tuy nhiên, người dân cũng ý thức được đây là việc nên làm, nên đều tuân thủ theo quy định. Có gì đâu sợ, mình yêu cầu mình có gái, kết với hoa xanh đâu cho mình hết hàng cung đâu. Như ngang với hoa xanh, đồ nhà nước nói mình là đâu có hết hàng cung. Ăn cái gì cũng có hết, đâu sợ gì. Nói chung là quýt có xanh rồi, giá ổn định không có lên. Lúc này, các siêu thị lớn nhỏ, cửa hàng tiện ích đều rơi vào tình trạng quá tải. Người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Các mặt hàng thiết yếu như là trứng, thịt, mì, rau hầu như đều hết sạch, làm người dân rơi vào tình thế hoang mang. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác định sẽ có đủ nguồn cung thực phẩm đảm bảo cung ứng đủ cho người dân trong mùa dịch này. Thưa quý vị, biết rằng giãn cách sẽ khiến cho nhiều hộ dân tiểu thương tại chợ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đó là trách nhiệm của mỗi người dân để góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang rất cố gắng để phòng chống dịch bệnh. Kính mong bà con đừng tụ tập để mua thực phẩm về dự trữ. Việc tập trung đông người sẽ càng tăng nguy cơ lây nhiễm. Hãy mua đúng với nhu cầu cần sử dụng, nhường lại cho người đến sau, chung tay cùng chống dịch với thành phố. Là một trong những địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 tại miền Tây, ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trừ huyện Tân Phú Đông sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 15. Vì thế, trong sáng ngày 12 tháng 7, thì bến phà tạm Rạch Miễu nối giữa hai tỉnh là Tiền Giang và Bến Tre đã tạm ngưng hoạt động. Đây là động thái quyết liệt của tỉnh Bến Tre trong việc phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố về việc tạm dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh, bao gồm xe buýt, bến phà, bến khách ngang sông, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa, cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Thời gian tạm dừng hoạt động kể từ 6 giờ ngày 12 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông Vận tải Bến Tre cũng đã có công văn gửi các đơn vị vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn để hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi, tạo luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, sáng ngày 12 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 ca dương tính với COVID-19. Tính đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 29 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, những ngày qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành ở miền Tây đã thực hiện việc giãn cách xã hội, nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân có tâm lý là mua tích trữ, chính vì thế đã làm cho giá bán của các loại hoa màu có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đáng nói là những địa phương có dịch xuất hiện, việc vận chuyển khó khăn do phải qua nhiều chốt kiểm dịch, giá bán có khi tăng gấp đôi so với giá thu mua từ nhà vườn. Theo ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang, các loại hoa màu rẫy dày được thương lái thu mua tăng gấp đôi so với thời điểm cách nay 2 tuần. Dao động ở mức từ 8.000 đồng đến 15.000 đồng một ký tùy loại. Cụ thể như khổ qua hiện được thu mua với giá 14.000 đồng một ký, dưa leo 12.000 đồng một ký, bầu mướp có giá từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng một ký. Theo nhiều thương lái thu mua hoa màu ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, giá bán các loại hoa màu hiện nay tăng cao là do phần lớn các loại hoa màu đã gần cuối vụ thu hoạch, sản lượng không nhiều, trong khi đó nhu cầu của người dân hiện nay tăng mạnh. Hoa màu thời điểm này được thu mua sẽ được chuyển về tiêu thụ ở các vùng như là Bạc Liêu, Cà Mau. Giá bán giao đến các chợ cũng tùy thuộc vào điều kiện vận chuyển. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính phủ đã quyết định tạm ngưng áp dụng cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cụ thể là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ, kể cả người lái xe trở lên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời hạn xử phạt theo quy định của Nghị định số 100/2019 đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước, mới đây, đội ngũ có hàng trăm y bác sĩ thuộc lực lượng tình nguyện của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia thành những nhóm nhỏ lên đường chi viện cho các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn hình ảnh lớp trẻ hăng hái lên đường, nữ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng đã về hưu, nguyện quay trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc các bệnh nhân với mong muốn là góp một phần sức của mình để hỗ trợ đồng nghiệp chống dịch. Những ngày qua, tại khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ trẻ chứng kiến bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng tỉ mẩn đi thăm khám cho các bệnh nhân. Công việc này trước khi về hưu, bác sĩ Tùng đã gắn bó gần 30 năm nên khá quen thuộc. Ở khoa này, những bệnh nhân suy thận phải chạy thận nhân tạo thường có sức đề kháng kém, lớn tuổi và có nhiều người bệnh lý nền kèm theo, nên rất dễ gặp biến chứng nặng nếu chẳng may nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài theo dõi điều trị, bác sĩ Tùng còn dành nhiều thời gian động viên, hướng dẫn và nhắc nhở các bệnh nhân chạy thận, bảo vệ mình trước những nguy cơ. Thay vì nghỉ ngơi thì bác sĩ Tùng đã chọn kề vai sát cánh cùng bệnh viện, chăm lo cho bệnh nhân, động viên đội ngũ chống dịch ở tuyến đầu. Đối với con thì thành phố Hồ Chí Minh là giống như quê cha đất tổ của mình. Đứng trước cái tình hình dịch bệnh càng ngày nó càng lan rộng, tôi rất là đau lòng, thiết nghĩ rằng mình nên góp một chút xíu công sức gì đó để xây dựng cho cái nơi mà mình sống, mình lớn lên. Mong sao rằng cái đại dịch này qua nhanh và không để lại những cái hậu quả quá nặng nề. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian vừa qua, chưa khi nào lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế trong lĩnh vực điều trị lại tham gia công tác phòng dịch nhiều đến vậy. Mới đây,
ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Y tế chi viện 7.000 bác sĩ, nhân viên y tế và nhận được sự hỗ trợ của 10.000 bác sĩ, nhân viên y tế chi viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 13.000 trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19. Dự báo số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng, nên dù các ca bệnh không triệu chứng và triệu chứng nhẹ chiếm tỷ lệ cao, nhưng áp lực của công tác điều trị hiện tại là rất lớn. Còn tại Đồng Nai, Sở Y tế địa phương này nhận định dịch từ các chợ lây lan phức tạp, lây nhiễm thứ phát và xâm nhập vào doanh nghiệp, đông lao động, nhà trọ công nhân khiến cho việc kiểm soát nguồn lây khó khăn hơn. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Pogen Việt Nam ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa thông báo cho toàn bộ 16.700 lao động nghỉ phép 14 ngày vì công ty nằm trong khu vực cách ly y tế. Và có một vấn đề đó là công ty này có rất đông con em và người thân của người dân miền Tây chúng ta đang làm việc. Nhưng phần đời mưu sinh nơi đất khách nay lại càng nhọc lòng hơn trong những ngày dịch bệnh căng thẳng như thế này. Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên chương trình thường trú tại đây đã ghi nhận được. Theo thông báo, công ty nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, phong tỏa toàn bộ phường Hóa An để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do đó, công ty sắp xếp cho toàn thể người lao động nghỉ phép trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 11 tháng 7. Thời gian nghỉ phép sẽ tính vào phép cách ly phòng dịch, hưởng theo lương tối thiểu vùng của chính phủ. Riêng các đơn vị đặc biệt như bảo vệ, phòng cháy chữa cháy sẽ làm việc theo sắp xếp của đơn vị chủ quản. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định thiết lập 12 vùng cách ly y tế ở thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom trong thời gian 21 ngày kể từ ngày 11 tháng 7. Trong đó thiết lập 10 vùng cách ly y tế tại 7 phường của thành phố Biên Hòa với tổng cộng 841 hộ, 4.751 nhân khẩu, 2 vùng cách ly tại xã Bắc Sơn và Tây Hòa, huyện Trảng Bom với 24 hộ, 139 nhân khẩu. Như vậy, đến nay Biên Hòa đã phong tỏa 5 phường và hàng chục khu cách ly y tế trên địa bàn với hơn 60.000 hộ dân, hơn 260.000 nhân khẩu. Một thông tin nữa rất đáng quan tâm liên quan đến COVID-19. Tối ngày 11 tháng 7, Bộ Y tế thông báo 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Các bệnh nhân trong độ tuổi từ 43 đến 59 đều có địa chỉ tại tỉnh Đồng Tháp. Theo như Bộ Y tế, thì 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong là các ca tử vong từ số 117 đến 119 tại Việt Nam, thưa quý vị. Ca tử vong số 117 là bệnh nhân 200010, 52 tuổi nữ, địa chỉ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử đái tháo đường type 2, suy thận mạng. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân diễn biến nặng tử vong vào ngày 6 tháng 7. Ca tử vong số 118 là bệnh nhân 200035, 43 tuổi nữ, địa chỉ ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, kết sinh do thuốc. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Sa Đéc Đồng Tháp, bệnh nhân diễn biến nặng tử vong vào ngày 6 tháng 7. Ca tử vong số 119 là bệnh nhân 20608, 59 tuổi nam, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp, bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Sa Đéc Đồng Tháp. Bệnh nhân tử vong vào ngày 7 tháng 7. Tính cả ngày 11 tháng 7, Đồng Tháp có 5/7 ca tử vong do nhiễm COVID-19 trong cả nước. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp, nhiều địa phương đang phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mạnh tay. Thế nhưng không hiểu tại sao vẫn có rất nhiều đối tượng tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt và bài bạc bất chấp pháp luật. Đơn cử là mới đây, vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ 29 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại thị trấn Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Nam. Đáng nói là trong số này có rất nhiều quý bà tham gia, thưa quý vị. Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hàng chục trinh sát bất ngờ bao vây ập vào bãi đất trống tại căn nhà ở thị trấn Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Nam, phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng tung cửa tháo chạy ra vườn phía sau nhà hòng chạy trốn nhưng đã bị khống chế, trong đó có nhiều quý bà cùng tụ tập đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ được 29 đối tượng tham gia, tạm giữ một bộ lắc tài xỉu, 29 điện thoại di động, 29 xe mô tô và số tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Cũng liên quan đến vấn nạn đỏ đen, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nơi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp do có nhiều ca đang bị nhiễm bệnh trong cộng đồng. Thế nhưng hơn 30 người, có cả đàn ông và phụ nữ, ngụ tại địa phương đã bất chấp mọi quy định của cơ quan chức năng, tụ tập đá gà ăn tiền và vừa bị công an bắt giữ. Theo đó, khoảng 15h30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2021, hàng chục con bạc đang tụ tập tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc phường Vĩnh Hiệp thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá tiến hành bắt quả tang.
thấy có công an, nhiều con bạc đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Tuy nhiên có 32 con bạc bị bắt giữ. Ngoài ra tại hiện trường công an còn tạm giữ 2 con gà trống, 47 chiếc xe máy, trên 200 triệu đồng và một số tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Úc sinh năm 1973, ngụ phường Vĩnh Hiệp, Rạch Giá đứng ra tổ chức, thu tiền sâu và đã diễn ra được vài tháng nay. Con bạc tham gia ăn thua mỗi độ gà từ 1 triệu đến vài triệu đồng. Để tránh sự vây bắt của công an, Úc đã thuê hai đối tượng canh đường cảnh giới từ xa. Ngoài ra, tại tụ điểm đá gà này còn có đối tượng cho vay tiền góp và buôn bán đồ ăn thức uống tại chỗ cho các con bạc. Còn tại An Giang thì mới đây một thanh niên nghi là ngáo đá chạy xe với tốc độ cao rồi tông sập chốt kiểm soát dịch Covid-19 giáp ranh với thành phố Châu Đốc khi đang có vài chiến sĩ trực chốt. Liệu là có ai thương vong trong vụ tai nạn hy hữu này hay không? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, chiều ngày 10 tháng 7 tại chốt kiểm dịch Covid-19 huyện Châu Phú giáp ranh với thành phố Châu Đốc, có một thanh niên chạy xe tốc độ cao từ thành phố Châu Đốc hướng về thành phố Long Xuyên. Khi vừa qua cầu kênh đào ranh giới giữa huyện Châu Phú và thành phố Châu Đốc, thì thanh niên này đã tông trực diện vào chốt kiểm soát. Rất may vài chiến sĩ trực chốt phát hiện được sự việc nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau khi tông chốt, nam thanh niên cùng với xe gắn máy ngã trên mặt đường. Một số đồ đạc trong chốt kiểm dịch bị bay khắp nơi và hư hỏng nặng. Sau đó, mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa thanh niên này vào bệnh viện. Thưa quý vị, thời điểm này để chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, có rất nhiều đoàn phát cơm từ thiện vẫn hoạt động mỗi ngày. Mới đây, một đoạn clip về một người phát cơm từ thiện cho anh tài xế xe ôm công nghệ đã nhận được rất nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Chuyện là khi người đưa cơm tới, thay vì vui vẻ đón nhận, thì anh tài xế xe ôm công nghệ lại bỏ chạy hoảng loạn, bỏ lại cả xe vì tưởng là gặp phải ăn cướp. Màn ứng xử này cũng khiến cho người xem hốt hoảng theo anh ta, cho đến khi biết sự thật thì mới bật cười. Có thể thấy, sau khi chạy một đoạn, người phát cơm vừa chạy theo, vừa gọi và giải thích cơm, cơm. Thì anh tài xế mới dừng lại và giải thích. Quá ra, do đang đêm, anh tưởng ai đó chạy lại đánh, nên anh bỏ chạy trước cho an toàn. Sau đó anh vui vẻ nhận suất cơm được phát. Một tình huống khá mệt vì hai người phải chạy đuổi nhau, nhưng vẫn rất ấm lòng khi người phát cơm rất nhiệt tình, tốt bụng. Còn anh tài xế thì vui vẻ nhận suất cơm, cùng lòng cảm kích. Nửa đêm mà cười nội thương luôn. Nhìn anh xe ôm chạy mà thấy thương, cũng cảm ơn bác phát cơm đã luôn nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Tại anh phát cơm kêu cơm đây, chắc anh kia nghe nhầm thành cướp đây. Chúc hai anh nhiều sức khỏe, mọi người cố lên. Thưa quý vị, tình trạng xe ben chở quá tải làm rơi vãi đất đá trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông luôn khiến cho người dân không khỏi bức xúc. Và đáng lên án hơn nữa là mới đây một tài xế xe tải đã có hành động ngang nhiên đổ thẳng đất xuống đường. Vậy lý do ở đây là gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào sáng ngày 10 tháng 7. Một tài xế xe có dấu hiệu chở quá tải và không trùm bạc khi chở vật liệu xây dựng. Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để kiểm tra, vì tài xế liền dùng thiểu xảo quay đầu, hạ ben, rồi đổ luôn đất xuống phần đường. Có thể anh ta qua mặt được cảnh sát giao thông nhất thời, song hành động đã lọt vào camera gần đó. Thật ngao ngán với chiêu trò này của vị tài xế. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên chạy xe máy di chuyển với tốc độ cao trên đường vừa mưa xong gây nguy hiểm cho chính bản thân của anh ta. Và đoạn camera này như là một lời nhắc nhở mà chúng tôi muốn gửi đến quý bà con. Hãy làm chủ tay lái khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi trời mưa và đường trơn quý vị nhé. Trong đoạn clip, trời vừa mưa to xong, mặt đường ướt sũng và trơn trượt. Một thanh niên phóng xe với tốc độ nhanh khi tới nút giao thông chữ T, bất ngờ khi thấy xe ô tô tải đi ra từ đường nhánh. Thanh niên đi xe máy đã phanh gấp, khiến người và xe bị trượt dày và đổ xuống đường. May mắn là nam thanh niên không nguy hiểm tính mạng. Người dân xung quanh cũng đã đến hỗ trợ nam thanh niên. Gặp phải kẻ cướp là điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên cách ứng xử ngay sau đó mới là điều đáng quan tâm. Có người thì bàng hoàng ngơ ngác, có người thì liều lĩnh bất chấp nguy hiểm, giằng co với tên cướp để có thể lấy lại được tài sản. Và điển hình như tình huống sau đây, đeo túi xách trên người lại đi đêm, hai cô gái đã trở thành miếng mồi ngon cho kẻ cướp. Nhưng phản ứng sau đó của cô gái khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Để biết thêm chi tiết vụ việc, mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, khi vừa dừng xe trước cửa nhà, hai cô gái bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy áp sát. Ngay lập tức,
chúng đưa tay giật đi chiếc túi xách trên vai cô gái ngồi sau. Cú giật mạnh khiến nạn nhân té ngã xuống đường. Cả hai sau đó cố gắng giằng co với bọn cướp và may mắn giữ lại được tài sản. Nghe tiếng tri hô, người dân đã chạy ra xem xét tình hình, nhưng hai tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Thưa quý vị, mạng xã hội được ví như là một thế giới thu nhỏ. Ở đó thì cư dân mạng tìm thấy đủ mọi thông tin cần thiết chỉ bằng một cú click chuột hay từ những thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại di động của mình. Tự do bày tỏ những cảm xúc vui buồn, thậm chí là phẫn nộ, đã xéo người mình ghét, không khác gì cuộc sống thật. Sức mạnh của cộng đồng mạng là không thể phủ nhận. Nếu số đông cùng kêu gọi điều tích cực thì sẽ lan tỏa giá trị tốt đẹp. Ngược lại, nếu chung tay làm điều sai trái sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường. Còn nhớ vụ việc cách đây không lâu, nam thanh niên hổ báo ra tay hành hung hai nữ sinh giả mang khi va chạm giao thông trên đường. Sau khi camera về vụ việc được phát tán, hầu hết đều rất phẫn nộ trước hành vi của người này. Thay vì chờ công an vào cuộc, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm đến tận nhà, xử tội nam thanh niên trong đoạn clip nhằm trả đũa thay nữ sinh. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông thẳng tay tát vào mặt con ruột chỉ mới 3 tuổi của mình. Dù hàng xóm đã cố gắng can ngăn, nhưng do có hơi men trong người, ông bố trẻ đã không thể kiểm soát hành vi. Chỉ sau ít phút, sau khi đoạn clip được đăng tải, một nhóm người đã kéo đến nhà trọ, ra tay hành hung, khiến người đàn ông chảy máu đầu và bị thương khắp cơ thể. Ngay cả chủ nhà cũng bị hỏi tội vì nhóm người này cho rằng chủ nhà bao che, không kịp ngăn cản. Thay vì lên án hành vi dùng bạo lực giải quyết bạo lực, thì cộng đồng mạng lại rất tán thành với cách làm này, thậm chí là cổ vũ, kích động người trong cuộc. Lướt qua xem thì tôi thấy bức xúc. Có nhiều người thì người ta không hiểu rõ cái tình huống như thế nào, người ta cũng sẽ kéo đến đánh. Nhưng mà theo như nhiều cái trường hợp, nhiều khi cái đôi lúc đã xảy ra nhiều cái nó không hay mấy. Nên cái gì mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ đã. Theo mình thấy hành động này cảm tính vào số đông quá, mọi người có để pháp luật xử lý. Về mặt pháp lý thì cái việc mà những cá nhân họ đến nhà người khác để mà thực hiện hành vi gọi là trả thù thay đó, mà nó có cái dấu hiệu hình sự của tội xâm phạm chỗ ở người khác, theo quy định tại điều 180 bộ luật hình sự thì có thể bị xử phạt cải tạo không giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Trong trường hợp mà họ đến nhà và có hành vi là gây thương tích cho người khác, gây tổn hại sức khỏe cho người khác thì bị xử phạt theo cái tội danh điều 134 bộ luật hình sự với mức phạt cải tạo không giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng. Mức thấp nhất và mức cao nhất là đến 20 năm tù chung thân. Không chỉ dùng bạo lực tấn công tinh thần cũng là cách làm phổ biến của một bộ phận cư dân mạng. Năm 2018, từng rầm rộ vụ phụ huynh đến tận trường gặp giáo viên, đòi lại quần của con gái để quên trên lớp. Kèm theo đó là những lời nói khiếm nhã có phần xúc phạm nhân cách thầy giáo. Chưa chắc gì cái bộ đồ thầy mặc ở trên người nó giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nha. Thầy đừng có nói kiểu đó nha. Cư dân mạng lập tức đứng ra lấy lại công bằng cho người thầy bằng cách là tấn công trang cá nhân, tìm ra số điện thoại, địa chỉ nhà của nữ phụ huynh, ngày đêm đe dọa, thậm chí còn tìm ra nơi làm việc để công kích. Cuối cùng, người này cũng phải nhận lỗi vì quá sợ hãi. Trên mạng cũng thường xuyên xuất hiện những câu chuyện vạch tội người khác, dù chỉ là lời nói một phía, nhưng số đông lại tin tưởng tuyệt đối và bắt đầu công kích kẻ bị cho là xấu xa trong lời kể. Bình luận chửi bới, xúc phạm nặng nề, thậm chí muốn người đó phải trả giá bằng tính mạng. Ít ai biết những bình luận ác ý này có thể sẽ rước họa. Cái việc ảnh hưởng đến tinh thần người khác thì rõ ràng là nó rất là nghiêm trọng, tại vì có một số trường hợp họ làm họ bị sốc mặt tâm lý. Rồi có một số người bị lo âu, sợ hãi, dẫn đến bị rối loạn về tâm thần. Rồi thậm chí có nhiều người họ tự tử vì cái việc mà bị tấn công mạng như vậy. Rất là nguy hiểm. Thì trong hợp nếu mà tấn công vào mạng xã hội mà vào các trang cá nhân của họ và làm họ bị tổn thương về tinh thần dẫn đến tự sát thì nó cấu thành tội điều 155 bộ luật hình sự về tội làm nhục người khác ở khoản 3, tức là làm cho nạn nhân tự sát với mức phạt là lên đến 5 năm tù. Mỗi người phải tự biết tiết chế bản thân chứ không nên quá khích trước một sự việc, đôi khi sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian mượn tay cư dân mạng làm việc xấu. Đừng nhân danh công lý để làm điều vi phạm đạo đức và cả pháp luật. Mọi người đều có quyền bày tỏ cái thái độ của mình đối với hành vi sai trái của một cá nhân nào đó. Nhưng
Ở đây vấn đề không phải là vì những chuyện bức xúc, vì tức giận như vậy mà cho mình có quyền được hành xử thay cho pháp luật. Cái điều đó là rất là nguy hiểm, nó sẽ tạo một cái hiệu ứng dây chuyền, tức là người này làm được và những người khác họ sẽ bắt chước làm theo. Nếu mà có những hành vi mà nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, theo những cái tội danh tương ứng mà hành vi họ đã làm. Sức mạnh của đám đông có thể gây ra những tác động tích cực lẫn tiêu cực. Hãy dùng sức mạnh đó để nhân rộng điều tốt đẹp, chứ đừng cổ suý hành động xấu xí, tránh hại người hại thân.